Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công trong khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, nhắc tới đặc sản cà phê đất Việt, chắc chắn bất cứ ai cũng nghĩ ngay tới đế chế Trung Nguyên đúng không các bạn? Tập đoàn Trung Nguyên Legend thật sự đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với công cuộc tái đầu tư toàn diện về thương hiệu, sản phẩm, không gian và dự án mới cùng các hoạt động phụ sự. Ra đời từ năm 1996, với khát vọng nâng tầm thương hiệu cà phê Việt trên toàn cầu, cà phê của tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong đó, sản phẩm G7 đã vào top 1 thương hiệu cà phê được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Tầm nhìn của Trung Nguyên phải là tập đoàn số 1, thống ngự toàn diện và trên toàn cầu. Mà để làm được điều đó phải có sách lược khác biệt, đặc biệt duy nhất. Là chia sẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong lễ ra mắt thương hiệu mới Trung Nguyên Legend nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập và bước chân khởi nghiệp để chinh phục giấc mơ toàn cầu của Trung Nguyên chính là Thượng Hải, bến đỗ của cửa hàng thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vậy bạn đã biết vì sao Trung Nguyên Legend lại chọn Thượng Hải là nơi đầu tiên đặt chân tới khi vươn ra biển lớn? Và tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Trung Quốc đến đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Thời gian vừa qua, Trung Nguyên Legend đã có một ngày khai trương bận rộn trên đất Thượng Hải, bước đầu hiện thực hóa giấc mơ vươn ra thế giới. Cửa hàng thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên trên thế giới được đặt tại một địa chỉ rất đẹp ở Thượng Hải, 699 đường Nanjing. Quán cà phê rộng 500m² tái hiện lại không gian cà phê Việt Nam với đá núi lửa, đất đỏ ba gian, gốm, đồ dùng mây che đan, hình ảnh nón lá đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của những người yêu cà phê tại Thượng Hải trong ngày đầu mở cửa, phía Trung Nguyên cho biết. Giữa năm 2018, ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuống núi sau 5 năm ở ẩn. Tập đoàn Trung Nguyên đã chính thức công bố danh xưng mới Trung Nguyên Legend, tập đoàn chuyên cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Các chuỗi cà phê ra đời sau đó cũng khoác lên mình thiết kế mới và nhận diện thương hiệu mới với hai tông màu đen trắng với ba chuỗi thương hiệu. Hệ thống Trung Nguyên Legend Cà Phê thường gọi là Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee và mới đây là Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend. Cửa hàng tại Thượng Hải thuộc mô hình Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend mới ra mắt đầu năm 2022. Hiện tại Việt Nam, mô hình này mới có hai cửa hàng Trung Nguyên Legend tự mở là Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend tại Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cà phê, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Vậy, bạn đã biết mô hình Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải có gì đặc biệt hay chưa? Theo Trung Nguyên, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend định vị không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, kết hợp hệ sản phẩm cà phê bán lẻ đa dạng, các công cụ dụng cụ, cùng không gian thường lãm khác biệt, đặc biệt theo ba nền văn minh cà phê Ottoman, Roman, Thiền do tập đoàn nghiên cứu và chặt lọc. Với cửa hàng tại Thượng Hải, các trang trí sử dụng hoa văn, vật liệu truyền thống quen thuộc của người Việt như đá núi lửa, đất đỏ ba gian, gốm, các đồ dùng bằng mây che đan, hình ảnh nón lá đặc trưng của văn hóa Việt Nam được kết hợp hài hòa cùng những yếu tố bản địa. Khách thưởng lãm sẽ được nghe câu chuyện về hành trình của hạt cà phê Robusta Việt Nam từ khi được gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, rang, chế biến, pha chế, v.v. Bên cạnh cà phê, cửa hàng Thượng Hải còn mang đến những món ăn truyền thống đặc sắc của ẩm thực Việt Nam như phở, bánh mì, bún chả Hà Nội, bún bò Huế cho người Trung Quốc thưởng thức. Vì sao là Thượng Hải? Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết, 26 năm trước, tại Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, khi ấy là một sinh viên y khoa, đã khởi nghiệp, lập ra Trung Nguyên Legend với khát vọng đưa hạt cà phê cùng những cách thưởng lãm mới mẻ. Đặc biệt tới hơn 2,5 tỷ tín đồ yêu và đam mê cà phê toàn cầu. Đại diện Trung Nguyên Legend chia sẻ, trong hơn 80 quốc gia và lãnh thổ mà Trung Nguyên Legend đã xuất khẩu đến, Trung Quốc là một thị trường đặc biệt quan trọng. Không chỉ vì chia sẻ chung nền tảng văn hóa, triết lý phương Đông mà còn vì đây là thị trường có sức tăng trưởng nhanh, xu hướng cà phê có khả năng nắm bắt các xu hướng cà phê mới nhanh chóng, năng động.
đặc biệt tại Thượng Hải, nơi Trung Nguyên Legend chọn làm địa điểm đặt văn phòng trụ sở cũng như là giới thiệu flagship store đầu tiên trên thế giới, nơi hội tụ ba nền văn minh cà phê Ottoman, Roman, Thiền đã được Trung Nguyên Legend nghiên cứu và tinh lọc. Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend không phải cửa hàng đầu tiên Trung Nguyên vươn ra thế giới. Thực tế, cửa hàng Trung Nguyên đầu tiên đã có mặt trên thế giới từ đầu những năm 2000 với mô hình nhượng quyền tại Nhật Bản và Singapore. Tên các cửa hàng cà phê khi ấy là Trung Nguyên với sắc đỏ đặc trưng của nhận diện thương hiệu cũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ với khát vọng chinh phục toàn cầu đã lựa chọn điểm đầu tiên là quốc gia tỷ dân. Vậy người đàn ông đứng đầu đế chế cà phê tầm cỡ quốc gia này có tham vọng như thế nào khi đánh vào Trung Quốc? Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thương mại điện tử đang là xu hướng, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã và đang đẩy mạnh quảng bá đưa các sản phẩm cà phê năng lượng tập đoàn lên các trang thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Theo đó, từ năm 2020, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã khai trương thế giới cà phê trên các sàn thương mại điện tử toàn cầu Amazon và Alibaba, đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình xuất khẩu cà phê thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Không những vậy, trong những năm qua, Trung Nguyên Legend đã hợp tác với những đối tác hàng đầu tại các thị trường quốc tế để đưa các sản phẩm cà phê hiện diện rộng khắp trên tất cả các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Không chỉ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trong việc quảng bá, kinh doanh, đầu năm 2020, Trung Nguyên Legend đã phát triển mô hình thế giới cà phê Trung Nguyên Legend, ứng dụng công nghệ số đem đến những trải nghiệm toàn diện về cà phê cho khách hàng, người tiêu dùng. Sự thay đổi, tập trung đầu tư mạng online này từng bước tạo nên một hệ thống mua sắm cà phê trực tuyến toàn cầu của tập đoàn Trung Nguyên Legend, cung ứng đầy đủ cho cộng đồng các tuyệt phẩm cà phê khác biệt, đặc biệt, duy nhất mọi lúc, mọi nơi. Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết, sau khi cửa hàng thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải đi vào hoạt động ổn định, tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ triển khai mở rộng mô hình chuỗi quán giai đoạn 1 thông qua hình thức hợp tác đầu tư, nhượng quyền với kế hoạch phát triển 1.000 quán tại khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc. Theo thông tin từ website chính thức của Trung Nguyên Legend tại Việt Nam, tính đến ngày 23 tháng 9, hệ thống Trung Nguyên Legend Cà Phê hiện có 46 cửa hàng, hệ thống chuỗi E-Coffee có 538 cửa hàng, thế giới cà phê Trung Nguyên Legend có 2 cơ sở được tập đoàn trực tiếp đầu tư. Tại Trung Quốc, các sản phẩm, thương hiệu của Trung Nguyên Legend nhận được sự yêu thích của những người yêu cà phê. Đặc biệt, cà phê G7 của Trung Nguyên Legend đã trở thành thương hiệu cà phê hòa tan được ưa chuộng và tin dùng nhất tại thị trường này. Theo báo cáo năm 2019 của CSN Brand, cơ quan xếp hạng thương hiệu hàng đầu Trung Quốc, giữ thị phần lớn thứ hai trên thị trường thương mại điện tử. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 800 triệu ly cà phê Trung Nguyên Legend được bán ra tại Trung Quốc. Trung bình, cứ mỗi 18 ly cà phê được bán ra trên toàn Trung Quốc thì có một ly cà phê đến từ thương hiệu Trung Nguyên Legend. Để có được thành công như hiện nay, Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên Legend đã cho tất cả chúng ta thấy được một điều rằng chỉ có khát vọng thành công cháy bỏng, dám nghĩ lớn, dám làm khác biệt thì mới chạm tới thành công như ý. Trước khi trở thành ông vua cà phê Việt Nam với khối tài sản khổng lồ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã từng trải qua vô vàn khó khăn từ con đường học vấn cho tới những ngày đầu khởi nghiệp trên thương trường. Đặt sang một bên những tranh cãi gây náo loạn truyền thông gần đây, những tư duy, chiến lược và tầm nhìn của ông Vũ vẫn trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đang loay hoay trên con đường vươn tới thành công. Trung Nguyên bắt đầu bùng phát mạnh và trở thành một trong những thương hiệu cà phê quen thuộc khi Đặng Lê Nguyên Vũ mở 6 quán cà phê Trung Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998. Ông đã thuê một bộ 3 địa điểm, mở 3 quán cà phê gần nhau, một chiến thuật cho phép những người quản lý duy trì sự kiểm soát và thiết kế, sự phục vụ và chất lượng của các quán cà phê. Cách này cũng giúp cho chi phí quản lý và chi phí hàng tồn kho ở mức thấp. Mỗi một quán cà phê thành công, ông mở thêm quán mới, từng cái một, tạo ra những bộ 3 mới khi ông mở rộng hoạt động. Đặng Lê Nguyên Vũ gọi đây là phương thức tam giác chiến lược. Với sự tìm tòi cần mẫn và sáng tạo, ông đã nghiên cứu và phát triển 30 loại cà phê pha chế có hương vị riêng biệt, tạo ra 9 loại mức độ hương vị khác nhau cho sản phẩm của mình.
Và để thương hiệu cà phê Trung Nguyên có sức lan tỏa và vươn ra tầm thế giới như hiện nay, Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ công thức thành công dành cho những người ôm khát vọng lớn là khát vọng lớn cộng năng lực lõi, cộng lĩnh vực thế mạnh, cộng hậu thuẫn bởi chiến lược của chính phủ, quốc gia. Theo Đặng Lê Nguyên Vũ, yếu tố cuối cùng rất quan trọng trong việc chinh phục thế giới, vì không có bệ đỡ, không có sự hỗ trợ hậu phương thì sẽ khó thực hiện được ước mơ. Để có được thành công thì Trung Nguyên cũng đã thực hiện các yếu tố trên. Công thức vẫn thế, xoay quanh yếu tố con người, tổ chức, quốc gia, thiếu một trong các yếu tố đó thì khó mà thành công được. Không ai có thể phủ nhận phong cách khác biệt và khá cao cấp của cà phê Trung Nguyên. Hơn nữa, hàng loạt các loại cà phê tuyệt hảo của Trung Nguyên đã tạo ra một khuynh hướng mới cho giới trẻ Việt Nam, từ các nhân viên văn phòng đến các sinh viên và cả lứa tuổi học sinh. Ông chủ của Trung Nguyên gọi đó là phong cách cà phê Việt Nam. Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất tinh tế khi đưa khách hàng của mình vào lối sống văn hóa đó qua câu khẩu hiệu, khơi nguồn sáng tạo. Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến từng đại lý thu mua cà phê để bắt đầu sự nghiệp, Đặng Lê Nguyên Vũ đã biến giấc mơ cà phê Việt Nam thành sự thực. Thành công nhưng ông chẳng hề giấu giếm bí quyết của mình. Ngược lại, ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở thế hệ trẻ kế tiếp và tin rằng mỗi người đều có thể trở thành một con người tài giỏi. Thậm chí, ông Vũ muốn mình trở thành nguồn cảm hứng để khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam. Bản thân xuất phát từ tay trắng, trải qua hành trình dài đầy thử thách, Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm được thành công khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Vì thế, ông tin rằng những người trẻ với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nếu dám mơ ước, dám hành động thì hoàn toàn có thể gây dựng sự nghiệp thành công. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, việc biến ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực của người trẻ thuận lợi hơn bao giờ hết. Với những nỗ lực không ngừng trong công cuộc tái đầu tư mạnh mẽ và toàn diện, trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức, tập đoàn Trung Nguyên Legend được kỳ vọng tiếp tục đem đến hàng loạt sản phẩm, không gian, dự án đặc biệt, khác biệt, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu thương hiệu toàn cầu, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và câu chuyện về con đường thành công từ số 0 tròn chỉnh tới ông vua cà phê Việt Nam của Đặng Lê Nguyên Vũ chắc chắn sẽ tạo động lực rất lớn cho những ai đã và đang không ngừng hướng nỗ lực để đạt được tới đỉnh vinh quang cuộc đời mình. Chúc các bạn vững tâm, bền chí và thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công đem tới, đừng quên like video này và subscribe kênh. Đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để trở thành những người đầu tiên xem được các video mới nhất của Bí Quyết Thành Công nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để Bí Quyết Thành Công ngày càng phát triển và cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích nữa đấy. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí Quyết Thành Công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí Quyết Thành Công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công.